Còn nếu như mà hỏi về khả năng đun nấu của hai vùng cái nào hơn thì An thấy là nó xem cả thôi. Khi An đun cùng một lít nước cho cả hai vùng thì với vùng từ dùng booster trong khoảng 4 phút thôi là nước đã sôi. Còn với vùng hồng ngoại, cứ ngỡ là nó sẽ lâu hơn nhiều nhưng mà sử dụng đun hai vòng nhiệt thì nước trong tầm hơn 5 phút là đã sôi rồi. Tiếp tục với công cuộc giải quyết nỗi bâng khuâng cho mọi người về việc nên lựa chọn bếp từ hay là bếp hồng ngoại thì ngày hôm nay An có ở đây một chiếc bếp từ hồng ngoại kết hợp cả hai luôn cho mọi người đỡ mất công lựa chọn. Và thương hiệu hôm nay mà An mang tới sẽ là CAP, một thương hiệu đến từ Đức, nhưng còn con bếp này sẽ được sản xuất tại Malaysia. Đầu tiên, tổng quát thì chúng ta sẽ có vùng nấu hồng ngoại bên trái, có thể chọn vòng nhiệt. Công suất một vòng nhiệt là 1200W, hai vòng nhiệt là 2200W. Vùng từ bên trái cũng có hai mức công suất, bình thường sẽ là 2000W và khi đạt booster là 3200W. Còn nếu như mà hỏi về khả năng đun nấu của hai vùng cái nào hơn thì An thấy là nó xem cả thôi. Khi An đun cùng một lít nước cho cả hai vùng thì với vùng từ dùng booster trong khoảng 4 phút thôi là nước đã sôi. Còn với vùng hồng ngoại, cứ ngỡ là nó sẽ lâu hơn nhiều nhưng mà sử dụng đun hai vòng nhiệt thì nước trong tầm hơn 5 phút là đã sôi rồi. So với thời gian bếp từ thì An thấy là nó cũng không lâu hơn bao nhiêu, cho thấy là khả năng đun nấu của cả hai vùng đều rất là tốt. Về phần mặt bếp thì được làm từ chất liệu kính crystal bóng sáng với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt và tuổi thọ cao. Mặt kính dày và có bo đường kim loại sáng bóng xung quanh vừa thẩm mỹ lại vừa an toàn khi lắp đặt. Ở trên mặt bếp này thì An thấy là cũng được bố trí như rất là nhiều loại bếp khác thôi, thì sẽ có bao gồm là vùng nấu và bảng điều khiển. Với bảng điều khiển thì mỗi vùng nấu sẽ có một bảng điều khiển riêng biệt. Ký hiệu biểu tượng các phím nhấn có hơi nhỏ, ai mà mắt yếu thì sẽ hơi khó nhìn một chút, còn lại chạm nhấn thì rất là nhạy. Mọi người sẽ thấy ở trên đây thì về phần biểu tượng chế độ cũng như là chức năng thì cả hai vùng nó sẽ khá là giống nhau, tuy nhiên là cũng có đôi chỗ khác một tí, cho nên là bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào chi tiết nha. Cả vùng từ và vùng hồng ngoại đều có 9 mức công suất, nhưng với từ là dùng booster để tăng thêm công suất đun nấu nhanh hơn, còn hồng ngoại là thu gọn lại còn một vòng nhiệt. Có nghĩa là bình thường thì vùng hồng ngoại này sẽ hoạt động tối đa là hai vòng nhiệt, nhưng mà đó là dành cho nồi hoặc là chảo có kích cỡ đáy lớn thôi. Còn đối với nồi chảo có kích cỡ đáy nhỏ hơn thì chúng ta nên chọn một vòng nhiệt để lượng nhiệt sẽ tập trung tối đa vào đáy nồi, giúp không bị phân tán nhiệt và tiết kiệm hơn. Khi ở một vòng nhiệt tối đa mình có thể chỉnh công suất đến mức 5 thôi nha mọi người. Và mặc dù vùng nấu là hai loại khác nhau nhưng mà bếp vẫn chia công suất để đảm bảo là không bị vượt mức. Nếu như cùng lúc xài hai vùng, có một vùng chọn tối đa đến mức 9 rồi thì vùng còn lại sẽ tự động trả về còn mức 6. Và bên cạnh việc lựa chọn được các mức công suất thì chúng ta còn có các chế độ phụ chuyên biệt hơn cho từng loại món ăn. Bếp thì có chế độ nấu cơm nè, hâm nóng và cả chiên xào nữa. Cả ba thì đều có đầy đủ ở cả hai vùng. Tuy nhiên là riêng với chế độ chiên xào, ở bên phía từ sẽ là 160 tới 260 độ, còn ở bên phía hồng ngoại sẽ là từ 100 tới 600 độ. Vậy thì tại sao ở chế độ hâm nóng hoặc chiên xào thì chúng ta lại quy ra nhiệt độ? Bởi vì khi mà quy ra nhiệt độ thì sẽ giúp cho bếp nắm được lượng nhiệt chuẩn, từ đó sẽ duy trì đúng mức nhiệt, giúp cho không bị quá nhiệt và món ăn thì chín đều hơn. Hay mọi người hiểu đơn giản là bình thường khi mà chúng ta lựa chọn công suất, trong quá trình nấu lâu dài thì công suất vẫn giữ, nhưng mà lượng nhiệt thì nó sẽ tích tụ theo thời gian, dẫn đến là tác động lên mặt bếp gây ra quá nhiệt nếu như mà chúng ta không kịp thời điều chỉnh công suất giảm xuống. Từ đó thì sẽ rất là dễ khiến cho món ăn của mình bị biến dạng ngay. Thay vào đó thì khi được quy ra nhiệt độ thì bếp sẽ căn cứ giữ đúng mức nhiệt này thôi. Thấy đủ nhiệt rồi thì sẽ tự hạ xuống, còn không đủ nhiệt thì sẽ tự gia nhiệt trở lên. Cứ như vậy mà lặp lại quy trình nên là mình không lo khó kiểm soát nhiệt độ. Riêng với chế độ nấu cơm thì An nghĩ là mọi người sẽ ít dùng hơn, nhưng mà chế độ hâm nóng hoặc chiên xào thì nó là hai chế độ vô cùng hữu dụng trong quá trình nấu nướng hàng ngày rồi, theo như những gì mà An chia sẻ ở trên. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những chức năng và tính năng khác nha. Và không thể thiếu đó chính là hẹn giờ tắt được. Hẹn giờ tắt mà chúng ta kết hợp với chế độ hâm nóng ở trên thì cũng có thể dùng nó như là chế độ ninh hầm. Ví dụ như là những món ăn mà chúng ta cần ninh trong thời gian dài 1-2 tiếng đồng hồ thì mọi người cứ hẹn giờ để cho bếp tự nấu xong rồi tắt thôi và không cần phải mất công đứng ở đó canh. Và tối đa mình có thể hẹn được lên tới 4 giờ. Ở đây thì chúng ta còn có thêm tính năng là tạm dừng, dùng cho trường hợp đang nấu ăn mà mọi người có việc chen ngang cần phải giải quyết. Mọi người cứ nhấn cho bếp tạm dừng, mọi cài đặt trước đó đều sẽ được lưu lại.
Sau khi mà giải quyết xong công việc và quay lại thì mọi người chỉ cần nhấn lại tạm dừng thôi là bếp sẽ chạy ngay, không cần phải mất thời gian để cài đặt lại. Với những loại bếp điện thì chắc chắn là không thể nào thiếu được tính năng an toàn rồi. Và với chiếc bếp từ Hồng Ngoại này thì An thấy là bếp trang bị cũng khá là đầy đủ cho mình nên là mọi người yên tâm. Tính năng khóa bảng điều khiển để phòng trường hợp trong lúc nấu ăn hoặc là không sử dụng, mọi người có thể khóa bếp lại luôn để trẻ con không tinh nghịch và nhấn lung tung. Hoặc một tính năng khác cũng rất cần khi mọi người đun sôi mà quên, đó chính là tính năng chống tràn. Khi cảm nhận có nước tràn lên bảng điều khiển thì bếp sẽ tự tắt để đảm bảo an toàn. Ngoài ra khi bếp quá tải hoặc điện áp quá cao hay quá thấp thì nó cũng sẽ tự động ngắt. Sau khi xài bếp xong, cả hai vùng sẽ luôn có cảnh báo mặt bếp đang nóng để cho người xài sau biết mà không vô tình chạm tay vào. Còn về cảnh báo dụng cụ nấu không phù hợp hoặc không có dụng cụ nấu mà bật bếp thì chỉ có vùng từ báo thôi nha. An thấy là với CAP tuy là một thương hiệu đến từ châu Âu nhưng mà mức giá cả thì lại vô cùng là hợp lý luôn. Chẳng hạn như là con bếp từ Hồng Ngoại này, mức giá của nó sẽ khiến cho những ai đang muốn sở hữu không phải đắn đo quá nhiều mà lại còn tích hợp được rất là đầy đủ các tính năng, và nó cũng sẽ khiến cho mọi người có thể giải quyết được sự phân vân khi mà phải lựa chọn giữa bếp từ hay là bếp Hồng Ngoại. Thì bây giờ chúng ta lại có một sự kết hợp giữa cả hai để có thể vừa sử dụng được nhiều dụng cụ nấu nướng mà vừa nấu ăn một cách nhanh chóng hơn. Và thông tin chi tiết về giá cũng như là sản phẩm thì An sẽ cập nhật thêm dưới đường link mô tả bên dưới. Mọi người có thể nhấn vào và xem thêm thông tin chi tiết nha. Còn bây giờ thì video xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.